Chào mừng các bạn đã quay trở lại với 88 Studio và lại là mình, Minh Cận đây. Cách đây khoảng tầm 4 năm, tức là vào năm 2019, khi mình là một tân sinh viên đi chọn mua laptop ấy, thì lúc ấy mình chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là những chiếc laptop văn phòng mỏng, nhẹ, khá là đẹp, nhưng mà nó lại cũng yếu. Và thứ hai là những chiếc laptop gaming vừa to, vừa dày, vừa nặng, thậm chí là còn vừa ồn luôn, nhưng mà bù lại thì nó chơi được game này và nó giải quyết được nhiều những công việc khác nữa. Còn nếu mà lúc đấy mà muốn vừa mỏng nhẹ, xong lại còn vừa đẹp vừa mạnh nữa thì thôi, chắc chắn là cứ phải 30 triệu trở lên mà mình chịu, mình không có nhiều tiền như thế để mua laptop. Nhưng mà hiện nay thì mình thấy là cái thị trường laptop bây giờ nó đã rất là khác so với thời điểm cách đây 4 năm rồi. Bây giờ cũng với cái ngân sách là 15 đến 20 triệu như thế, nhưng mà các bạn đã có rất nhiều những cái lựa chọn những chiếc laptop nó vừa mỏng, vừa nhẹ, vừa đẹp mà lại còn vừa được trang bị những cái cấu hình rất là cao. Thậm chí nhá, có cả những chiếc laptop được trang bị cái option đó là màn hình cũng rất là đẹp luôn. Nhưng mà nghe qua thì nó hấp dẫn và xịn sò vậy thôi. Mình lại tiết lộ luôn cho các bạn là không phải ai cũng là những cái người mà nó phù hợp với cái dòng laptop này đâu nhá. Thế thì ở trong video này thì hãy cùng với mình tìm hiểu xem những cái dòng laptop mỏng nhẹ đẹp mà cấu hình cao đấy nó sẽ phù hợp với những đối tượng nào, và nếu như mua thì có cái lưu ý gì về những cái dòng laptop này không, thì hãy cùng với mình tìm hiểu ngay sau phần intro nhá. Đặc điểm chung của những chiếc laptop mỏng nhẹ cấu hình cao mà mình vừa mới nhắc đến ở trên ấy, thì chúng đều không sử dụng chip U giống như là những chiếc laptop văn phòng, thuần văn phòng trước đây nữa, mà bây giờ chúng ta sẽ sử dụng là chip H. Intel thì có đời 12, 13, Ryzen thì cũng có 5000, 6000, thậm chí là 7000 mới nhất cũng đang có rồi. Và chúng đều là những cái con CPU có thông số rất là khủng, toàn cứ 6 x 12 luồng, xong rồi thì là 12 x 16 luồng, xong rồi còn một số bộ máy còn được trang bị thêm cả card RTX nữa. Và đặc biệt nhá, là đa phần những chiếc laptop này đều được trang bị một cái tấm nền màn hình rất là đẹp, thông số rất là tốt ở trong tầm giá. Chính vì thế mà ngay khi thời điểm những chiếc laptop này ra mắt thì thường được những các bạn sinh viên khối ngành kỹ thuật giống như là mình săn đón rất là nhiều, hay là những các bạn sinh viên mà làm thiên hướng về content creator, làm về multimedia ấy, cũng rất là thích và rất là chào đón những cái dòng máy mới này. Vì thật ra nó cũng tương đối là dễ hiểu thôi. Đối với những cái nhóm đối tượng này thì chúng ta sẽ cần một chiếc laptop có một cái hiệu năng đủ tốt để có thể sử dụng được bộ phần mềm kỹ thuật này, những cái phần mềm edit ảnh, video, và đồng thời thì những chiếc laptop đấy nó cũng phải đáp ứng được cái tiêu chí đấy là mỏng nhẹ để chúng ta có thể làm việc được ở nhiều nơi, đem lên được giảng đường, có thể đi ra ngoài quán cà phê, hoặc là có thể sử dụng trong những cái buổi trao đổi với bạn bè hoặc đối tác, nó dễ dàng và nó thuận tiện hơn so với những chiếc laptop gaming to dày và nặng. Và đương nhiên là với cái nhu cầu rõ ràng như thế này thì những chiếc laptop Ultrabook mỏng nhẹ mà lại còn cấu hình cao ấy, nó giải quyết được tất cả những cái vấn đề mà mình vừa mới nêu ra ở trên. Nghe qua thì các bạn thấy đây là những cái dòng máy nó rất là xịn sò đúng không? Vừa mỏng, vừa nhẹ, vừa đẹp, xong lại còn cấu hình cao mà lại còn có một cái mức giá nó dễ tiếp cận. Thì mình cũng phải công nhận với các bạn luôn rằng đây là những cái dòng máy mà nó đem lại rất rất nhiều lợi thế dành cho người dùng ở cả phần hiệu năng cũng như là phần trải nghiệm. Tuy nhiên thì cũng không có một cái gì là hoàn hảo cả, và laptop cũng thế thôi. Những chiếc laptop này bản chất nó vẫn sẽ có những cái yếu điểm, những cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý trước khi mà chọn mua đấy. Thì cái điểm mà các bạn cần phải lưu ý đầu tiên đó chính là vấn đề về tản nhiệt của những chiếc laptop này. Việc chúng ta cứ nhồi nhét một cái cấu hình cao như thế này vào trong một cái thân hình rất là mỏng nhẹ thì sẽ khó để chúng ta có thể đảm bảo được là chúng ta sẽ có một chiếc laptop với một cái tản nhiệt tốt. Đa phần thì do chúng ta sẽ không có đủ cái luồng không khí đối lưu từ bên trong ra bên ngoài, thế nên là những chiếc laptop này thì thường nó sẽ hay bị nóng. Kể cả những chiếc laptop đắt tiền thì nó cũng gặp cái tình trạng như thế này luôn. Và đương nhiên rồi, nếu mà những chiếc laptop này nó bị nóng thì sẽ khó đem lại chúng ta một cái hiệu năng ổn định nếu như chúng ta đem so với những chiếc laptop gaming có cái phần không gian tản nhiệt tốt hơn. Vậy nên nếu như các bạn chọn mua những chiếc laptop mỏng nhẹ cấu hình cao như thế này ấy, thì hãy ưu tiên chọn cho mình những cái option nào mà nó được trang bị hai quạt tản nhiệt. Ví dụ như là Acer ViewBook 16X OLED hoặc là IdeaPad 5 Pro bản 16 inch. Đấy là hai cái tên mà mình có thể nhớ được tại thời điểm này được trang bị hai quạt tản nhiệt. Thứ hai đó là về phần hoàn thiện của những chiếc laptop này. Chúng ta sẽ có một chiếc laptop mỏng nhẹ, cấu hình cao, màn đẹp ở một cái mức giá rẻ thì rõ ràng là chúng ta phải chấp nhận đánh đổi phần hoàn thiện. Thường những chiếc laptop mỏng nhẹ cấu hình cao ở một cái mức giá rất rẻ mình sẽ thấy là nó hay được hoàn thiện bằng nhựa. Và việc hoàn thiện bằng nhựa như thế này thì về lâu về dài khi mà chúng ta sử dụng máy ấy, thì chiếc laptop chúng ta nó sẽ tương đối là nhanh bị xuống cấp. Vì vậy nếu như các bạn có ý định chọn và gắn bó với cái dòng laptop mỏng nhẹ cấu hình cao thì mình khuyên là các bạn nên chọn những chiếc laptop nào mà nó được hoàn thiện bằng kim loại. Mặc dù là giá của nó sẽ đắt hơn, tuy nhiên thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được một chiếc laptop nó bền bỉ hơn. Và là sinh viên mà ai mà chẳng muốn cái laptop nó đồng hành được suốt 3-4 năm đại học đúng không? Chứ
ai muốn cái trường hợp là mua máy năm đầu tiên xong cứ mỗi năm đi sửa máy lần đấy, thì có khi học xong đại học lại mua thêm một cái máy nữa mẹ mất rồi thì hổ phí của lắm. Thứ ba đó là chúng ta sẽ có được một cái chiếc laptop với một cái thân hình rất là mỏng nhẹ, nên là thường RAM của nó cũng sẽ được hàn chết ở trên main luôn, và nếu như có nâng cấp được nhá thì nó cũng sẽ không quá là thoải mái giống như những chiếc laptop gaming đâu. Vì vậy với cái nhu cầu hiện tại của những bạn mà sử dụng những cái dòng laptop này thì mình thấy là đa phần là các bạn có sử dụng các phần mềm kỹ thuật cũng như là các phần mềm edit ảnh và video, thì mình khuyến nghị các bạn luôn là hãy chọn cái mức RAM từ 16GB trở lên thì nó sẽ là vừa đủ và thoải mái cho các bạn hơn. Còn nếu mà chọn 8GB thì có lẽ là với một vài tác vụ như là làm video hoặc là chạy mô phỏng nó sẽ hơi bị thiếu đấy. Còn ảnh với lại những cái tác vụ thông thường như code thì mình nghĩ là nó vẫn có thể dùng được. Và thêm một cái cuối cùng nữa, cái này thì có lẽ nó không phải là nhược điểm gì đâu, nhưng lại là một cái mà mình nghĩ các bạn rất rất nên lưu ý, đó chính là về những cái tấm nền OLED được trang bị trên những chiếc laptop mỏng nhẹ cấu hình cao mà lại có mức giá rẻ này. OLED thì nó xịn đấy, nó đẹp đấy, nó có đem lại chúng ta một khả năng hiển thị cực kỳ là tốt ở trong mức giá đấy. Tuy nhiên thì đây cũng chính là cái loại tấm nền mà nó cực kỳ nhạy cảm với các vấn đề liên quan đến độ bền như là ngoại lực hoặc là nhiệt độ. Nên nếu như là các bạn đã chọn cho mình hoặc là đã thích những chiếc laptop được trang bị cái tấm nền OLED rồi và muốn sở hữu nó ấy, thì hãy đảm bảo là trong quá trình sử dụng chúng ta hãy bảo quản và giữ gìn nó một chút. Các bạn sẽ không muốn đem cái tấm nền này đi sửa chữa đâu, tại vì cái mức chi phí sửa chữa của nó cũng rất là đắt luôn. Ok, như vậy thì chốt lại đi, những cái dòng laptop mỏng nhẹ, cấu hình cao mà lại có một cái mức giá rất là dễ tiếp cận như này thì nó sẽ thường hướng đến đối tượng là những cái bạn trẻ, những bạn sinh viên đang học tập ở trong khối ngành kỹ thuật, hoặc là những bạn đang có thiên hướng làm ở trong mảng content creator hoặc là multimedia. Và để cho chiếc laptop của chúng ta có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh cũng như là chọn được cho mình những cái chiếc laptop phù hợp nhất ấy, thì các bạn hãy nhớ đến những cái lưu ý mà mình vừa mới chia sẻ trong video này nhá. Ngoài ra thì nếu như các bạn thấy rằng là còn có điểm gì cần phải chú ý khi mà chúng ta chọn mua những chiếc laptop mỏng nhẹ cấu hình cao như thế này ấy, thì hoàn toàn có thể để lại cho mình những comment để có thể mình biết thêm ở bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo đến từ 88 Studio. Mình là Minh Cận và tạm biệt các bạn.